Đúng rồi, cầm mic nó phải phong cách như thế. Ok, bây giờ cầm tay nhá. Sì. Cái này là musica você pensa? Sì. Ôi giời. Cái này là nhạc là của Tuấn từ sáng tác, từ nghĩ, từ hát luôn. Cầm tay. Sì. Tay nào. Đây phải cầm phong cách tí. Có đẳng cấp. Đúng rồi. Từ từ, không hát giả một là cái này. Canta vem. E eu vi uma criança abandonada pela rua. À thế thì. Ok. Thế thì phải mở nhạc không phải rap rồi. Beat beat gì nhỉ? Nhạc gì? Nhạc này là nhạc gì Tuấn? Nhạc gì nhỉ? Beat này là gọi là beat gì nhỉ? Beat nhạc buồn à? Beat ba lát nhé. Ba lát à? Ba lát phải không? Hay là... Cái này là ba lan đi, ba lát gì? Là... Cách mạng. Nhạc thánh ca. Nhạc lofi. Nhạc đồng quê. Nhạc của... Bét cách mạng. Không, nhạc cái gì nhỉ? Thôi thật đấy mọi người. Nhạc ba lát. Ba lát à? Ba lát phía sau này à? Bơ à? Lơ à? Đấu bơ à lơ ba lát đây. Flapluga ba sen ta tien ba sen ta tien nhầm quảng cáo quảng cáo quan họ à? À thế thì bét nhạc quan họ nhá, quan họ nhưng mà trên nền nhạc của Tuấn Angola nhá. Beat quan họ đâu, không phải cái này, không phải, thôi ráp đi, ráp. Còn 124 suất mọi người ơi. Tầm 30 phút này em tắt like rồi đấy. Còn 124 suất nữa. Ca trù hát sầm bét cài lương. Cho rạp. À bét phi stylist à. Ok, để xem nhá. Bét bát đây. Ok. Ok gì đấy. Bát phi stylist đây. Cái này là rap. Tay đâu, móc ra mà, cái này móc ra mà. Hey. Cầm rồi không cách vào. Cứ cầm ra đi, không cần hỏi, cầm ra. Biết cái gì, hát cái đấy. Hey. 1m7, 80kg mà say lời nhá. Một mét bảy bảy là 80kg mà sẽ lờ. Đứng một chỗ đi. Thank you.
Xong à? Chào các bạn. À các bạn. Thế là chào các bạn nữa. Ok mọi người, đây là một bài hát mang tên là Rượu Nếp. Đấy. Rượu Nếp được rap trên nền nhạc của Tuấn Sucker. Tuấn thứ hai. Tuấn gì nhá? Đâu, Tuấn thứ hai. Chị rửa bay nhỉ. Ngồi. Xin phí khán tâm anh. Không cần hát nữa, mệt. Ồ, mỏ, thì chả đi. Ông này bảo là hát tiếp đi. Rồi, bây giờ là để xem qua bao nhiêu áo nữa nào. Bao nhiêu áo?